Và mối quan hệ giữa mình với chính mình á, nó là cái mối quan hệ quan trọng lắm các bạn. Nhưng cái mối quan hệ này thì thường bị bỏ quên. Thường bị bỏ quên bởi vì chúng ta không có cái gương để luôn luôn ở trước mặt mình để chúng ta quan sát thấy mình như thế nào mỗi ngày. Mình vui hay mình buồn hay mình giận hay cái nỗi niềm nào ở bên trong mình. Nhưng mà chúng ta lại thường xuyên đi ra bên ngoài và tiếp xúc với rất nhiều người. Nào là người yêu, bạn đời, con cái, cha mẹ. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với họ, chúng ta nhìn thấy họ. Và khi chúng ta nhìn thấy họ thì chúng ta thấy rằng à, đôi khi mình thấy họ có cái điều này cần sửa, có cái điểm này cần phải thay đổi. Và từ đó đôi khi mình nhìn thấy rất rõ cái mối quan hệ giữa mình và họ nó đang ra sao. Nhưng đôi khi chúng ta không nhìn rõ được cái mối quan hệ giữa mình với chính mình. Và để cho các bạn có mối quan hệ giữa mình với chính mình tốt á, thì các bạn cần phải trở thành một người có giá trị. Và đó chính là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Để giúp cho các bạn trở thành một người có giá trị, trở thành một người có mối quan hệ tốt với bản thân. Và từ đó thì bạn sẽ có mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Gần đây á, Tuệ An có nhận được một cái ca tư vấn của một người học viên của mình. Và Tuệ An sẽ kể cho bạn cái ca tư vấn đó một chút khái quát thôi. Cái người phụ nữ này nha, có một người chồng và người chồng đó đi ngoại tình. Người chồng này có một cô người thứ ba. Thế nhưng một cái điều đặc biệt kỳ lạ đó là cái cô người thứ ba này dường như không sợ sệt gì cả. Cái việc là mình đang là người thứ ba đó, mình đang chen chân vào mối quan hệ của một người mà đã có gia đình đó. Thậm chí cô người thứ ba này còn ngang nhiên và thách thức người vợ. Ngôn ngữ mà đời thường đôi khi nhiều bạn xem phim mà hay nói á, đó là tiểu tam lại còn thách thức cả chính thất. Và đôi khi lại còn dọa dẫm rồi làm những cái hành động mà đe dọa chính thất. Thì không biết là các bạn có gặp tình huống này hay không? Trong coaching á, tư vấn, đặc biệt là giải quyết các mối quan hệ tình yêu hôn nhân, Tuệ An gặp trường hợp này cũng nhiều. Gần đây lại gặp nó càng nhiều nữa. Gặp mấy trường hợp liền đều như vậy. Và mình thắc mắc một cái thắc mắc, đó là tại sao mà cái người thứ ba này lại to gan đến thế? Tại sao người thứ ba này lại không nhận ra là cô ấy đang làm một cái điều sai? Tại sao cô ấy lại có thể có đầy đủ cái bản lĩnh để mà đi làm những cái điều tệ hại với cái người vợ? Và chính cái người phụ nữ là người vợ cũng thắc mắc điều này. Và các bạn biết lý do tại sao không? Lý do thật sự thì bởi vì là cái người chồng, cái người đàn ông cho cô tiểu tam cái quyền đó. Cái người chồng mà là cái người đàn ông đi ngoại tình đã kể xấu rất nhiều về người vợ của mình với cô tiểu tam đó. Thế nên là cái cô người thứ ba đó thấy rằng cái người phụ nữ, cái người vợ này là không có cái giá trị gì hết. Vì là nghe ông chồng kể xấu nhiều quá rồi, ông chồng cũng kêu là chán vợ này nọ kia, thế là cảm thấy người vợ không có giá trị gì hết. Hơn nữa là ông chồng này, cái người chồng này cũng tâng bốc người thứ ba lên tận mây xanh. Là người thứ ba đẹp rồi giỏi rồi có nhiều giá trị, thế nên là cô người thứ ba này bị ảo tưởng sức mạnh. Nghĩ rằng mình có giá trị cao quá, còn người vợ là không có cái giá trị gì hết. Và cùng với lúc đó thì người vợ lúc này á, thấy cái tình cảnh đó mình là đúng nha. Thế mà người ta lại còn lấn át cả mình, người ta lại còn đi gọi là đánh ghen ngược lại với mình. Thì người vợ trong cái tâm thế đó cực kỳ là bức xúc. Và khi bức xúc ấy, thì lại càng làm nhiều hành động sai lầm hơn. Lại càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, không kiểm soát được hành vi của mình, lại càng làm nhiều điều sai lầm, thậm chí là đánh ghen rồi đến gặp bố mẹ cô ta vân vân. Nhưng rồi kể cả là đánh ghen hay gặp bố mẹ cô ta thì cũng không có tác dụng. Và sau đó thì cái cô người thứ ba này thấy như vậy, lại đóng một vẻ mặt rất là nhu mì, yếu đuối rồi tổn thương trước mặt cái người đàn ông. Và đương nhiên sau cái cuộc đó là người đàn ông lại mua thêm cho cô ta, nào là đổi xe từ cái xe cũ này thành cái xe mới xịn hơn, rồi thêm đồ hiệu này đồ hiệu kia, gọi là cái đi ngoại tình nhưng cũng có nhiều điều kiện lắm. Thì các bạn biết không, trong những cái tình huống như vậy á, thì một cái điều á, mà nếu như chúng ta đủ bản lĩnh á, để chúng ta chịu dừng lại mà chúng ta nhận ra, đó là mình càng làm như thế, làm theo những cái mà cảm xúc bản năng của mình, làm theo những cái việc là đánh ghen, thể hiện bộ mặt xấu xí của mình, là mình càng mất giá trị.
Và sau đó cái người đàn ông này đã không coi mình là có giá trị rồi, mà đang tâng bốc cái con người thứ ba kia là có giá trị. Nhìn thấy cái điều này thì sẽ càng tin cái điều đó nhiều hơn. Và khi càng tin cái điều đó, đôi khi mình là cái người phụ nữ, là cái người vợ, mình quay trở về, mình nhìn mình thấy mình thất bại. Mình thấy mình thất bại trong cái mối quan hệ này, mình thấy mình thất bại trong cuộc hôn nhân này, là mình càng tự ti, mình càng mất giá trị. Và không biết là có bạn nào mình nghe cái câu chuyện đó và mình thấy chạm vào mình không? Gần đây á, những cái câu chuyện dạng như vậy nó rất chạm vào Tuệ An. Nó chạm vào Tuệ An không ở cái góc độ nó là drama đâu. Tại vì drama, những cái câu chuyện kịch tính thì trong nghề của tôi là tôi nghe nhiều lắm. Nhưng nó chạm vào mình ở một cái cấp độ, đó là nó thúc đẩy mình phải nói cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để nhắn nhủ đến những người phụ nữ là làm ơn hãy trở thành một người có giá trị. Và khi mà bạn trở thành một người có giá trị thì không ai có thể coi thường bạn hết. Không ai có thể đối xử tệ với bạn hết nếu như bạn không cho phép điều đấy xảy ra. Và tuyệt đối là mình đừng bao giờ mình để cho bất kể một ai có thể làm tổn thương mình quá nhiều. Họ có thể làm tổn thương mình một lần, hai lần, nhưng mình phải nhận ra cái bài học gì trong đó để mình ngừng lại cái sự tổn thương đó. Chứ không phải là mình cứ để cho cái chuyện đó nó tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác để mình trở thành một người tổn thương. Và đó là cái lý do mà hôm nay Tuệ An quyết định làm buổi livestream này, mặc dù lịch trình của mình trong thời gian vừa qua là rất bận rộn các bạn. Và không biết là nếu như các bạn ở đây, các bạn có thấy rằng cái chủ đề để giúp cho mình trở thành một người, có thể là phụ nữ, có thể là đàn ông có giá trị, nó cần thiết với các bạn không? Nếu như các bạn thấy cần thiết và sẵn sàng, các bạn hãy bình luận là sẵn sàng xuống phía dưới nhé. Để chúng ta sẽ không bao giờ phải trải qua cái cảnh, cái tình huống như Tuệ An vừa mới chia sẻ vừa rồi. Cái tình huống đó nó đau lòng lắm. Và thực sự mình là một người tư vấn, mình nghe cái câu chuyện đó mình cũng thấy rất đau lòng. Đau lòng cho cả cái sự vô minh của cái người đàn ông đó. Là tại sao cái người đàn ông đó cứ phải tâng bốc cái cô người thứ ba lên tận mây xanh? Bởi vì cô thứ ba này, anh ta sợ cô thứ ba này chán anh ta. Chán anh ta rồi bỏ anh ta đi. Thế nên là anh ta không còn được vui thú với cô người thứ ba nữa. Còn đâu người vợ thì lấy mình rồi chắc cũng không bỏ được mình đâu, nên là thôi thỉnh thoảng về xin lỗi vợ là được. Và đôi khi bạn tin ông, những người đàn ông như thế á, họ quay về họ xin lỗi vợ một phần thì họ phải quay sang và họ xin lỗi và nịnh cái cô người thứ ba đó 9 phần. Bởi vì là họ đang coi trọng cái cô người thứ ba đó. Vậy thì một người phụ nữ mà càng bi lụy, càng hành xử theo cảm xúc, theo bản năng vào thời điểm này á, sẽ càng ngày càng mất giá trị. Và cái điều đó sẽ không khiến cho chúng ta có thể cứu vãn được mối quan hệ hôn nhân, bởi vì chính chúng ta còn chưa cứu được. Một tình huống nữa Tuệ An cũng rất hay gặp, đó là cái người phụ nữ sau khi mà họ bị phản bội trong gia đình, họ quyết định là họ buông rồi, họ nói ra bên ngoài là họ buông. Nhưng ở trong đầu của họ, cái suy nghĩ của họ vẫn còn mắc kẹt vào cái người đàn ông này, vào cái cô người thứ ba này nhiều lắm. Và bởi vì là ngoài miệng thì nói buông, nhưng cái suy nghĩ bên trong, cái cảm xúc bên trong, cái năng lượng bên trong, những cái thứ vô hình bên trong nó phát ra, nó vẫn còn mắc kẹt vào cái người đàn ông này. Thế nên là cái sợi dây kết nối đó nó vẫn được hình thành. Và người đàn ông này cũng sẽ cảm nhận được là cô này không bao giờ dám bỏ mình, không bao giờ dám đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời. Thế nên là mình cứ đôi khi thỏa sức mình làm sai đi, thoải mái không làm sao hết đâu, rồi quay về xin lỗi vài câu là lại ổn thôi. Cái tình huống đó Tuệ An gặp cũng nhiều nữa. Thế nên với những người phụ nữ như vậy á, nếu mà đến với Tuệ An và happy á, thì tiên quyết cần phải quay trở lại để cứu mình trước, để lấy lại cái sợi dây kết nối của mình với chính mình, để toàn bộ cái năng lượng, cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình vào cái thời điểm đó phải tập trung vào một đối tượng là mình. Sau đó tập trung vào các đối tượng khác tốt đẹp, tử tế xung quanh mình, chứ không phải là cái người đàn ông hay cái người thứ ba đó. Phải thay đổi từ cái bên trong, từ cái suy nghĩ, từ cái cảm xúc của chúng ta. Và có lẽ bạn sẽ hỏi thế thay đổi bằng cách nào đây? Hãy tin rằng trong mình luôn luôn có mặt trời các bạn. Các bạn có tin rằng bên trong các bạn luôn luôn có mặt trời không? Và mặt trời bên trong các bạn nó vốn tỏa sáng các bạn. Nó vốn tỏa sáng. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ lại, thật ra mình sinh ra mình đã chiến thắng rồi mà. Ngày xưa là có hàng bao nhiêu con tinh trùng thì một con khỏe nhất, thông minh nhất, giỏi nhất mới tiến đến được với trứng để kiến tạo ra mình.
Vậy thì có phải là từ thuở sơ khai hình thành cái con người mình đây, mình đã mang trong mình cái gen chiến thắng không ạ? Cái sự giỏi giang, mạnh mẽ, có giá trị. Vậy thì bên trong mình vốn là mặt trời các bạn. Nhưng mà tại sao mà dần dần mặt trời nó lại không tỏa sáng nữa? Không phải là bởi vì mặt trời nó không sáng, nó vẫn có tia sáng đó. Nhưng những cái tia sáng đó nó bị những đám mây đen nó che lấp. Và đôi khi chúng ta càng sống lâu á, chúng ta càng tiếp xúc nhiều với con người, chúng ta càng yêu nhiều, ở trong tình yêu hôn nhân lâu là đôi khi chúng ta hình thành nên những cái đám mây đen. Nó che lấp đi cái ánh mặt trời bên trong mình. Và để cho các bạn trở thành một người có giá trị là mình phải biết xua tan những cái đám mây đen đó. Thì giá trị của mình, ánh mặt trời của mình nó sẽ sáng trở lại. Và Tuệ An hôm nay sẽ nói tiếp với các bạn năm đám mây đen mà che lấp ánh sáng mặt trời giá trị bên trong chúng ta. Đám mây đen số 1 đó là hành vi tiêu cực. Ví dụ như bạn nào theo dõi từ đầu buổi livestream này, Tuệ An lấy ví dụ về cái việc đó là người phụ nữ mà có bạn đời ngoại tình mà cô người thứ ba này lại còn đi ghen ngược rồi chỉ trích lại người vợ. Rồi người vợ thì cũng đi đánh ghen, đi gặp bố mẹ cô ta nhưng mà đều không có tác dụng. Vậy những cái hành vi này á, được xếp vào cái dạng đó là hành vi tiêu cực. Và hành vi tiêu cực là đám mây đen đầu tiên sẽ che khuất ánh mặt trời trong tâm chúng ta. Sẽ che khuất cái giá trị thực sự của chúng ta. Vậy nên mình nhìn lại xem, một người có giá trị á, là một người biết hành xử một cách bản lĩnh. Mà bản lĩnh ở đây đôi khi là ở yên đó, không có làm gì hết trong cái lúc mà mình đang hỗn loạn. Chứ còn tuyệt đối là mình không đi hành xử một cách bản năng để rồi á, mình đánh mất giá trị của mình đâu. Nổi nóng là một hành vi đánh mất giá trị của mình. Đánh ghen chỉ trích cũng là một trong những hành vi đánh mất giá trị của mình. Và có bao giờ bạn nhìn lại á, bạn bị cái đám mây đen này nó che mù? Nếu như có, bình luận xuống phía dưới là có. Đôi khi mình không muốn như thế nhưng mà cái hành động của mình á, nó cứ tiêu cực. Đôi khi với con mình cũng thế. Mình không hề muốn đánh nó bởi vì ngày xưa bố mẹ mình đánh mình cũng nhiều, mình cũng đau. Mình bảo về sau mình có con mình không đánh nó nữa nhưng đến lúc mình vẫn đánh nó. Có nghĩa mình vẫn có những cái hành vi tiêu cực này. Thì mình nhìn lại mình nếu như mình có cái thứ đó thì mình bị một cái đám mây đen che mờ rồi. Cái đám mây đen số 1 đó đã che mờ đi cái ánh mặt trời trong tâm bạn rồi. Đó là những hành vi tiêu cực. Vậy thì nếu như bạn muốn chuyển hóa những hành vi này thì các bạn cần phải hiểu và cần phải xua tan đi được đám mây đen số 2. Đám mây đen số 2 đó chính là những cảm xúc tiêu cực. Bởi vì những hành vi tiêu cực chúng ta sẽ làm khi nào? Chúng ta sẽ làm khi bên trong chúng ta có những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta luôn luôn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Bởi vì chúng ta là con người mà. Thế nên là buồn này, giận này, thất vọng này, sợ hãi này, ganh ghét này, tự ti này, đố kỵ, nó là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu như chúng ta có những cái này với cường độ cao quá, với nó chiếm nhiều thời gian của mình để mình có những cái cảm xúc tiêu cực này quá, thì là cuộc đời này của mình coi như bị nhấn chìm trong khổ đau. Và mình sẽ liên tục phản ứng theo cái cảm xúc này. Cứ cảm xúc lên cao mình bị dẫn dắt, cảm xúc tiêu cực mình lại phát ra những hành động tiêu cực. Điều này là một điều thường xuyên gặp. Vậy thì mỗi một khi mà các bạn có những cảm xúc tiêu cực mà nó che khuất tầm nhìn của bạn, nó che khuất cái ánh mặt trời trong tim của bạn, bạn không đè nén được nó đâu ạ. Bạn cũng không che giấu được nó đâu ạ. Mà bạn hãy học cách chấp nhận nó như một phần của bản thân. Cái từ khóa ở đây là học cách chấp nhận nó, chấp nhận cái cảm xúc tiêu cực như một phần của bạn. Và hãy tự hỏi mình một cái câu hỏi khai vấn thế này. Cảm xúc này đang muốn nói với tôi cái điều gì? Cảm xúc này á đang muốn phản ánh cái điều gì với chính tôi? Làm sao để mình làm chủ nó chứ không phải là để nó làm chủ mình? Và có bao giờ bạn dám thừa nhận, chấp nhận, kết nối với những cảm xúc ở trong mình và bạn đặt ra cái câu hỏi đó chứ? Đặt ra cái câu hỏi là những cảm xúc đó đang muốn nói cái điều gì về bạn? Cảm xúc của bạn mà càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt, nó càng muốn nói với bạn nhiều điều.
Nhưng mà đôi khi một là chúng ta để nó chi phối hành xử theo nó thì cũng không đủ dừng lại để nhận ra là nó nói với bạn điều gì. Hai nữa là mình đè nén nó, mình mặc kệ nó, mình lấn át nó, mình ghét nó thì mình cũng không nhận ra bài học trong nó. Vậy ngày hôm nay các bạn có thể viết xuống một ngày của tôi hôm nay tôi có những cái cảm xúc gì là nổi bật và cái cảm xúc đó nó đang muốn nói với tôi điều gì. Nếu như ngày hôm nay tôi buồn chán quá thì cái sự buồn chán đó nó đang muốn nói với tôi điều gì. Nếu như tôi đang tức giận thì cái sự tức giận đó nó đang muốn nói với tôi điều gì. Nó có đang nói với tôi về những cái sự tổn thương bên trong tôi hay không? Nó có đang nói với tôi về những cái nỗi đau, những cái mô thức bên trong mà tôi cần phải quay trở về để tôi chuyển hóa, tôi khai phóng nó hay không? Và cái đám mây đen số 3 mà nó cũng góp phần nó tạo ra những cái cảm xúc tiêu cực đó. Đó chính là những suy nghĩ tiêu cực và giới hạn. Bây giờ hỏi cả nhà, có bạn nào ở đây mình có cái suy nghĩ đó là mình không đủ tốt không? Ví dụ như khi mình gặp một cái trục trặc nào đó, có thể là trục trặc trong hôn nhân, mình nói với bản thân mình là mình không đủ tốt, mình không phải là một bà mẹ tốt, mình không phải là một người vợ tốt, tại sao mình không đủ tốt, thế nên là mình mới không có giá trị với người ta. Có bạn nào có cái câu hỏi đó không ạ? Có chứ ạ. Thế có bạn nào có cái câu hỏi nữa, có cái suy nghĩ nữa là tôi ghét cái vấn đề này lắm. Tại sao cái vấn đề này nó lại đến? Tôi đâu muốn có một cái người bạn đời phản bội đâu. Tại sao cái người này lại phản bội? Tôi đâu muốn có một cái người bạn đời vô tâm đâu. Tại sao cái người này lại vô tâm? Tại sao vấn đề này nó lại cứ đến với tôi? Vậy thì những cái suy nghĩ, những cái câu hỏi dạng như vậy, sợ vấn đề không có đủ, sợ thất bại, luôn luôn lo lắng, luôn luôn sợ hãi, nó là thuộc những cái suy nghĩ tiêu cực. Và những cái suy nghĩ tiêu cực này á, nó có thể đến từ những cái thất bại của chúng ta. Thất bại nhiều quá thì cũng không nghĩ được tích cực. Nó có thể đến vì những cái mô thức niềm tin bên trong chúng ta. Và lúc mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực rồi á, thì dường như là chúng ta bị nhấn chìm. Thậm chí Tuệ An biết có những bạn bị thất bại trong một mối quan hệ còn cứ bị ám ảnh cả. Hoặc có những bạn mình không thực sự thất bại trong mối quan hệ nha, nhưng mình chứng kiến cái cuộc hôn nhân của cha mẹ mình thất bại. Rồi chứng kiến một ai đó phản bội, ngoại tình. Sau đó mình bị ám ảnh. Mình bị ám ảnh là tình yêu không đẹp. Hôn nhân lúc nào cũng là khổ đau, cứ lấy nhau rồi kiểu gì cũng làm khổ nhau. Thì những cái này á, nó vừa là suy nghĩ mà nó vừa hình thành một thứ được gọi là cái niềm tin á, cái niềm tin bên trong. Và đôi khi chúng ta có cái đám mây đen thứ tư nữa, đó là những cái niềm tin giới hạn, những cái niềm tin rất giới hạn. Giống như niềm tin là hôn nhân là khổ thì nó là một cái loại niềm tin giới hạn. Niềm tin là đến cái tuổi 30 này là bắt buộc phải lấy chồng, không lấy chồng là thất bại, là một loại niềm tin giới hạn. Cái niềm tin là đã lấy nhau rồi mà kể cả là chọn sai người, kể cả là không thương nhau, không hạnh phúc với nhau nhưng quyết tâm không được ly hôn, bởi vì cứ ly hôn là bị người khác chê cười, thì cũng là một loại niềm tin giới hạn. Và con người ta rất thích đóng khung các bạn. Cứ thích đóng khung mình trong những cái sự giới hạn đó, trong những niềm tin giới hạn đó và không có khai phóng được nó ra. Thế nên nếu như bạn muốn trở thành một người có giá trị, muốn bạn tỏa sáng là bạn phải thoát khỏi những cái đám mây đen này. Và còn một cái đám mây đen thứ năm nữa, đó là những cái mâu thuẫn nội tâm của bạn. Giống như là bạn không biết phải làm thế nào ấy. Tôi rất muốn hàn gắn với người đấy nhưng mà bây giờ hàn gắn thì làm thế nào? Bây giờ hàn gắn xong thì có được không? Thế là nửa muốn nửa không, bên trong nó cứ mâu thuẫn. Rồi tôi muốn tha thứ cho người đấy lắm, nhưng mà tha thứ tôi cứ thấy bất công sao sao với tôi ấy. Rồi tôi tha thứ mà họ không nhận ra bài học, họ vẫn cứ chứng nào tật đấy thì sao? Tôi không muốn kiểm soát người đấy đâu. Thế nhưng mà nếu như tôi không kiểm soát thì tôi lại sợ là người đấy cắm sừng tôi mất. Tôi lại sợ là người ấy làm điều tệ hại với tôi mất. Có nghĩa là bạn cứ có những cái mâu thuẫn trăn trở như thế thì nó cũng xua tan đi cái ánh sáng bên trong. Và khi mà Tuệ An chia sẻ điều này, có bạn nào thấy mình mắc phải những cái đám mây đó, bên trong mình có những cái đám mây đó, hành vi tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, niềm tin thì giới hạn, rồi lại còn mâu thuẫn nội tâm, có không ạ? Nếu như có
thì việc bạn khai phóng và xua tan nó sẽ biến bạn trở thành một người phụ nữ có giá trị. Chứ không phải một người phụ nữ có giá trị là một người phải rất là đẹp, rồi thân hình phải thon gọn, rồi phải rất là bóng bẩy, không phải đâu ạ. Người phụ nữ mà thực sự tỏa sáng á, nó không liên quan quá nhiều đến ngoại hình của họ. Có ngoại hình thì tốt nha, nhưng tụi anh gặp rất nhiều những người phụ nữ họ không có ngoại hình nhưng họ rất tỏa sáng, bởi vì họ xua tan đi được những cái giới hạn bên trong. Và lúc nào họ cũng tự tin vào bản thân họ, họ kết nối với mình rất tốt. Vậy thì làm thế nào để mình có thể xua tan đi những cái đám mây đen đó? Nó giống như là nó đóng khung mình, nó chồng tầng tầng lớp lớp lên cái tâm trí của mình, nó khiến cho tâm trí của mình nó bị đè nặng và ánh sáng không thể lọt qua được. Vậy thì chúng ta cần phải khai phóng nó. Cái từ khóa tiếp theo mà tụi anh sẽ chia sẻ với các bạn đó là từ khai phóng. Khai phóng để ánh sáng nó được chiếu rọi ra. Khai phóng để bạn trở thành một người có giá trị. Khai phóng để bạn mở khóa những cái đóng khung mình. Nếu như người khác cố tình ép bạn trong một cái khung, giống như là phụ nữ là phải ở nhà, phải làm nội trợ, phải nhẫn nhịn kể cả sai trái, kể cả bị bạo hành cũng phải nhẫn nhịn, thì cái đó là cái khung. Và cái việc mình cần làm là thoát ra khỏi cái khung đó, khai phóng. Nếu như trong đầu mình có hàng loạt những niềm tin giới hạn, có hàng loạt những câu than trách tại sao đời tôi khổ thế, thì chúng ta cũng đang đóng khung mình. Và việc chúng ta cần làm cũng là phải khai phóng. Và để khai phóng á, thì nếu như các bạn theo dõi tụi An thì tụi An đã chia sẻ với các bạn một cái công cụ được gọi là khai vấn. Là dùng những cái câu hỏi. Nhưng khai vấn không phải chỉ là hỏi nhé. Để khai vấn được, bạn phải hiểu về sự bình an, bạn phải rèn luyện được mình có sự bình an, bạn phải học hỏi để có trí tuệ, có bản lĩnh, rồi có đủ cái sự tĩnh lặng, có đủ sự bình an cộng với cái sự hiểu biết đó, thì lúc đó bạn mới biết rẽ lối những câu hỏi của mình đi theo một hướng khác. Giống như thay vì hỏi làm sao mà cái người này lại vô tâm với mình, chẳng quan tâm đến mình thế, thì mình phải hỏi là mình đã quan tâm mình chưa? Mình đã đủ thương mình chưa? Mình có tạo ra nhiều giá trị hay không? Mình có tin mình có giá trị hay không? Mình có tin mình có cái điều gì đó đặc biệt để người ta phải quan tâm đến mình hay không? Thay vì mình hỏi cái câu hỏi là làm thế nào để cái người bạn đời ngoại tình kia bỏ cái cô người thứ ba quay về với mình, mình có bao giờ mình đừng có đóng khung mình trong cái niềm tin giới hạn là mình phải có cái người đó trong cuộc đời này thì mình mới sống được, mình mới sống tốt. Mà mình khai phóng nó ra, mình đặt một cái câu hỏi: thế làm thế nào để tôi sống ổn, để tôi hạnh phúc, để tôi sống tốt, kể cả khi cái người đó không bao giờ thay đổi, kể cả khi cái người đó không bao giờ đối xử tốt với tôi, kể cả người kia bỏ tôi đi luôn, thì lúc đó tôi cần phải làm gì để tôi sống tốt? Thay vì mình hỏi cái câu hỏi là tại sao đời tôi khổ thế, thì mình quay trở về mình hỏi mình là cái khổ này á, nó thực sự á, nó do người khác mang đến, hay người khác chỉ là một phần, còn mình cũng tự làm khổ mình quá nhiều. Mình tự làm khổ mình bởi những cái suy nghĩ của bản thân. Mình tự làm khổ mình bởi vì mình không biết chăm sóc cho mình. Mình tự làm khổ mình bởi vì mình cứ đeo nhiều quá những cái lớp mặt nạ. Trong lòng thì buồn mà lại cứ phải cười, đấy gọi là đeo mặt nạ rồi đó. Vậy thì tự khai vấn nó là cái việc mình dám quay trở về kết nối với mình bằng cái sự tự tin hơn. Tin vào việc là mình, bên trong mình chịu trách nhiệm, mình có câu trả lời, mình học cách làm chủ cuộc đời của mình, học cách kết nối lại với chính mình. Và từ đó, khi bạn bắt đầu coi trọng và tin bản thân bạn đủ, thì dần dần bạn mới trở thành một phiên bản có giá trị. Những cái gì bạn coi trọng thì cái đó là cái có giá trị. Vậy bạn coi trọng chính mình bao nhiêu? Nếu như bạn coi trọng chính mình, bạn dành bao nhiêu thời gian chất lượng để kết nối với chính mình? Bạn dám đầu tư cho bản thân mình cái gì? Không phải tự nhiên mà một người trở thành một người có giá trị, họ phải dám đầu tư cho bản thân. Cái đầu tư quan trọng đầu tiên là đầu tư thời gian, chất lượng cho mình.
chứ không phải là thời gian của mình chỉ để đi chia sẻ cho những người khác, làm cật lực hết từ sáng đến tối và không có một cái giây phút nào thực sự dành cho mình. Cái đầu tư tiếp theo là bạn phải đầu tư các mối quan hệ chất lượng. Nếu như bạn cứ ở mãi với những mối quan hệ vô cùng độc hại, tiêu cực và mất an toàn, thì làm sao bạn trở thành một cái phiên bản có giá trị được? Có thể bạn vẫn phải ở trong cái môi trường đó, nhưng bạn hãy đầu tư cho mình những cái mối quan hệ khác và nó chất lượng hơn. Những người hạnh phúc hơn, thiện lành hơn, mở lòng với bạn nhiều hơn, không làm tổn thương bạn. Những người mà ở họ bạn có thể học hỏi nhiều điều. Bạn có thể nhìn họ để có thêm động lực để khai phá chính bản thân mình. Bạn dám thay đổi những mối quan hệ còn độc hại, không chất lượng xung quanh mình để tiến đến với những mối quan hệ tốt đẹp và tử tế hơn. Cái đó chính là đầu tư cho bản thân mối quan hệ chất lượng. Đầu tư cho bản thân nhiều cơ hội hơn để bạn có thể học hỏi và phát triển. Nếu như có nhân duyên, các bạn hãy nhắn tin cho Tuệ An. Hãy kết nối với Tuệ An để thứ nhất có thể chia sẻ cái vấn đề của mình, để Tuệ An và đội ngũ có thể giúp cho các bạn định hướng, hiểu các bạn hơn, xem là cái lộ trình rèn luyện nào sẽ phù hợp với các bạn, hay là cái cuốn sách nào sẽ phù hợp với các bạn, để từng bước giúp các bạn khai mở niềm tin.